này thì các thành viên phía Đông Sim với sự thay đổi nhân sự là Komi đã trở lại ở khu vực đứng giữa thì họ sẽ thể hiện khả năng cấm chọn như thế nào? Và ván đấu thứ hai này thì Đông Sim sẽ chuyển sang phía đội 1. Rồi, để coi những lượt chấm tiếp cận đến từ cho cái phía đã bắt đầu có sự thay đổi. Chúng ta đang thấy lớp lăng là sự lựa chọn ưu tiên cấm đến từ bên phía Đông Sim Redford. Còn bên phía của phía thì họ vẫn sẽ giữ những con tướng để có thể giẫm vào CV như là Poppy hoặc là V mà thôi. Nào cùng xem lực cấm thứ hai của Đông Sim Redford sau lực cấm lớp lăng sẽ là gì đây? Họ cấm đi Senna đường dưới của Henna. Đây là một xạ thủ hiện tại đang xuất hiện rất nhiều và đặc biệt là những đội tuyển ở khu vực nhóm dưới của bảng xếp hạng thì họ đang thường xuyên có xu hướng sử dụng Senna đi cặp cùng với một vị tướng có khả năng farm, có khả năng chống chịu và mở giao tranh tuyến đầu. Còn lực cấm thứ hai của phía X đó là một con Talia của Komi. Talia sự lựa chọn cấm rất là đột biến dành cho bên phía của phía X. Có lẽ như bên phía của họ cũng phần nào đó am hiểu về cái bệ tướng đến từ Komi. Nếu Komi vẫn đang còn có vị tướng Azir khu vực giữa thì đây liệu rằng có phải là sự lựa chọn ưu tiên dành cho bên phía của Komi không? Lucian đã bị loại bỏ ở trong cái ván thi đấu này để tránh với cái áp lực nằm trong tay của Henna. Cũng xem là lực cấm cuối cùng của Felix sẽ nhắm tới khu vực nào của bên phía Noxira Frost. Chúng ta vẫn còn rất nhiều xạ thủ mạnh như là Kalista, Varus và Ash là vẫn còn những vị tướng đi rừng mang hướng chống chịu làm nền. Những quyết định đến từ bên phía của Phoenix là cấm đi Varus đường dưới của Jihu. Ngay lập tức đó là lựa chọn đường giữa dành cho Komi, người đã thay thế cho Fiesta ở trong ván đấu thứ hai này. Với Orena, Komi sẽ có một sự lựa chọn tương đối là khỏe để có thể chủ động kiểm soát những cái quay lính ở khu đường giữa hoặc là trao đổi chiêu thức. Đâu sẽ là cái câu đáp trả dành cho bên phía của Closer. Fies họ đang có Rakan, liệu rằng có khóa luôn cho Đa Seja để hình thành một bộ đôi đánh BK ở cánh dương văn đội không? Họ có thể suy nghĩ đến câu chuyện là lựa chọn Rakan cùng với Seja ở ngay hai lựa chọn đầu tiên của mình nhằm giấu đi những vị trí còn lại. Nhưng mà việc đối phương lộ trước một con Orianna khu đường giữa thì câu hỏi đặt ra là Closer sẽ đánh những chất tướng như thế nào? Koki còn, Azir còn, hoặc thậm chí những chất tướng như là Akali hay Salad vẫn còn, đó là những tướng thủ của Closer khu đường giữa. Rồi, có lẽ cần phải thêm thời gian suy nghĩ. Thay vào đó họ lựa chọn luôn cho Bada Seja để có thể hình thành nên sức mạnh đến từ khu vực đường dưới. Còn bên phía của Nonsense Rafford họ cũng bích xạ thủ là Jin. Thường giai đoạn này thì chúng ta đang thấy Jin có thể bắt cặp cùng với lại Tam Ken để có thể một cái bộ đôi vừa có khả năng tấn công ở những cái cấp độ đầu tiên mà vừa sẽ có cái khả năng công cụ bảo trợ khi mà đạt được cấp độ 6. Và đúng là như vậy. Thường xuyên thì bộ đôi Jin và Tam Ken sẽ có được lợi thế đi đường trước Seja Rakan. Và bên cạnh đó thì bộ đôi Tam Ken và Jin cũng là một bộ đôi có khả năng giao tranh tổng rất tốt với khả năng bảo kê tới từ Tam Ken nhắm tới những áp lực của đối phương vào vị tướng xạ thủ kém cơ động này. Còn quyết định đến từ phía Phoenix ở trong ván đấu thứ hai này cho lựa chọn thứ ba của họ sẽ là một con Rumble ở khu vực đường trên. Đây là một Rumble Blind Pick tới từ Clear. Và anh ta tự tin là tại thời điểm này thì việc lựa chọn Rumble anh ta có thể xử lý được tất cả các kèo đấu khu vực đường trên với DND. Và trong cái bối cảnh mà chúng ta đang thấy cũng có Jin ở khu vực đường dưới nữa, xác suất bích khu vực đường trên chống chịu dành cho DND cũng tương đối là cao. Và thậm chí bên phía của Fizz bắt đầu khóa những con tướng đấu sĩ như là Aatrox hoặc có thể là Zac ở trong những sự lựa chọn tiếp theo để có thể hướng DND về những vị tướng chống chịu. Còn bên phía của Đông Sim cũng tương đối đơn giản mà thôi, họ sẽ cấm những con tướng tủ có khả năng được xuất hiện nằm trong tay của Closer như là Akali. Lúc này thì đội hình bên phía của Đông Sim cũng chưa phải là đội hình có quá nhiều những cú chiêu cuối ngon ăn. Nên là có lẽ họ sẽ không cần phải cân nhắc cấm đi con bài Silas ở khu đường giữa mà thay vào đó họ có thể cân nhắc cấm đi con Yone chẳng hạn. Vì đã có sát thương phép ở khu đường trên tới từ Clear với con bài Rumble thì đường giữa Closer hoàn toàn có thể mở ra những chất tướng như là Yone bắt cặp với Sejuani để hình thành những áp lực đi đường khu đường giữa với Orianna của Komi chẳng hạn. Lực cấm cuối cùng của Phoenix đưa ra là có bài Nocturne trong tay của CV để cản đi combo Nocturne cùng với Orianna. Nếu như mà CV muốn thuận tay, chúng ta vẫn đang có được V dành cho anh ta. Trước đó thì bên phía của Đông Sim đã cấm đi Rell, một trong những con tướng để có thể hình thành combo có thể được bích đến từ bên phía của Fizz. Rồi, đường đơn, một trong hai đường đơn của phía Fizz sẽ được lộ diện. Ván thi đấu này thì mặc dù đã có được Rumble nhưng họ vẫn quyết định sử dụng cho mình đó Cassante. Rumble đường giữa chăng dành cho Closer. Hoặc Cassante cũng có thể đi ở khu đường giữa. Đôi khi cũng có thể là một con Rumble đi rừng trong tay của Wheeler. Cái này thì có lẽ bên phía của Phoenix sẽ chờ xem là đội hình bên phía của Đông Sim sẽ có những con bài nào nữa. Thì họ sẽ quyết định đẩy những vị tướng như là Cassante, những chất tướng như là Rumble có khả năng đi được khu vực nhiều đường khác nhau. Còn bên phía bên kia thì Đông Sim sẽ lựa chọn một con Viego dành cho Sylvie ở trong khu vực rừng. Họ đánh giá là khả năng chống chịu tới từ Tam Ken tuyến đầu đã rất ổn rồi. Họ muốn bổ sung thêm nhiều sát thương hơn ở cánh trên với những đấu sĩ như là Na và cả Viego nữa. Rồi, cố gắng để có thể farm cân bằng đến từ DND với vị tướng Na. Đội hình đến từ bên phía của Fizz đang hơi hỗn loạn chút xíu. Chúng ta rồi, chúng ta đi rừng. Cassante đường trên và Irela, một trong những con tướng tủ khác đến từ Closer sẽ được xuất hiện ở trong khu vực rừng.
đây là một vị tướng đang không thường xuyên xuất hiện ở meta hiện tại. Tuy nhiên thì nó lại là tướng thủ closer. Và kèo đấu gặp một pháp sư kiểm soát kém cơ động như là Orianna. Nó là một kèo đấu mà những áp lực đến từ Irelia sẽ là rất lớn dành cho Komi ở trong ván đấu này. Giai đoạn cấm đầu trận tương đối là biến ảo đến từ bên phía của Fizz khi mà họ xuất hiện một vị tướng Rumble đi rừng. Đây là lý do tại sao mà họ bích ở vị trí thứ 3. Họ hoàn toàn có thể phần nào đó khiến cho bên phía của Nong Sir Raphox phải bị lệch ở trong cái giai đoạn cấm đầu trận của mình. Nhưng căn bản là bên phía của Nong Sir Raphox vẫn có một cái đội hình căn bản. Họ sẽ có chống chịu đến từ Tamken ở dạng na khổng lồ của DNDN khu vực tiền trên nữa. Họ vẫn sẽ có cái nguồn sát thương hàng tuyến sâu với Orianna và Jin. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng bên phía của Nong Sim sẽ cần phải xử lý khâu đi đường tốt hơn rất nhiều, đặc biệt là ở vị trí của DNDN. Ở ván đấu đầu tiên thì việc thua kèo giữa Atrox cùng với Jack là một trong số những tác nhân rất lớn dẫn tới ván thua đầu tiên của các thành viên bên phía Nong Sim Red Frost. Và ở ván đấu thứ hai này với lựa chọn Na là một lựa chọn kèo trên nếu đánh đúng chất tướng thì anh ta cần phải xử lý đúng, bởi vì là kèo này thực ra là chúng ta đã từng chứng kiến rất là nhiều những con Na bị cờ sân tê solo kill rồi. Nên nếu như tiếp tục để thua ở khu đường trên trong ngày thi đấu hôm nay thì DNDN có lẽ sẽ khiến cho đồng đội canh dưới của mình khó chơi hơn rất nhiều. Điểm sáng đó chính là CV đang sở hữu một Viego, một trong những con tướng có khả năng dọn rừng tương đối là mạnh và khả năng giao tranh ở thời điểm cấp độ 3 cũng tương đối là tốt. Thì liệu rằng CV có tạo ra được đủ áp lực với một vòng rừng mạnh của mình để có thể phần nào đó hạn chế được một con combo đi rừng của Willer không đây? Và cái bối cảnh ở khu vực giữa nữa, chúng ta sẽ có khả năng sẽ được chứng kiến nhiều những cái tình huống chủ động tấn công đến từ closer với những mẫu chất tướng như là Irelia đã nói, với anh ta là một trong những con tướng thuận tay nhất của closer. Chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến của ván thi đấu thứ hai trong cuộc đụng độ lượt đi giữa FX và Nong Sim Red Frost trong khuôn khổ của LCK mùa giải mùa xuân 2024, được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng của LCK tiếng Việt. Rất là hy vọng khi khán giả sẽ để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ cho các nền tảng phát sóng của chúng tôi và để ủng hộ cho đơn vị sở hữu bản quyền của giải đấu là BoxSpot. Và ngày hôm nay thì FX đang có được lợi thế dẫn trước ở ván đấu đầu tiên với một chiến thắng có dấu ấn rất lớn tới từ Clear. Nhưng ở ván đấu thứ hai để cùng xem là diễn biến của nó sẽ như thế nào. Ở khu đường dưới thì Henna đã gặp bất lợi ở ngay cấp độ 1 với việc là anh ta phải đầu tư phép bổ trợ tốc hành để rút lui trước những sức ép của bộ đường dưới bên phía Nong Sim. Ý đồ tấn công là có đối với lại Peter khi mà anh ta nâng roi lửa di chuyển sát vách đá và tạo ra tình huống tấn công bất ngờ. Tương tự là như vậy, Komi cũng đã phải đầu tư luôn cho nó tốc biến, nhưng rất khó để cho Komi có thể chạy về. Điểm hạ gục này thuộc về cho Skill, rất đáng tiếc. Đó là một mạng hạ gục chiến công đầu rơi vào tay hỗ trợ bên phía của phía khi mà sát thương dứt điểm được anh chàng Komi là cái thiêu đốt của Skill. Rất đáng tiếc là nó không được nhường lại dành cho các chủ lực đang đứng kế bên như là Rumble hay là Irelia. Nhưng đó cũng là một bất lợi không hề nhỏ cấp độ 1 dành cho bên phía của Nong Sim Red Frost. Họ bị mất đi tốc biến, mất đi dịch chuyển của Komi trong một kèo đấu mà chúng ta đánh giá là anh ta sẽ có thể gặp những khó khăn khi đi đấu đầu cùng với một đấu sĩ mạnh như là Irelia. Chúng ta hãy cùng nhìn lại pha đầu tư tốc biến đến từ SQ để đổi tốc biến với người chơi đứng giữa đối phương và sau đó đẩy thiêu đốt vào cùng với lượng sát thương đến từ cặp đôi mít rừng của phía FX nữa. Họ đã khiến cho Komi mất tốc biến nhưng vẫn phải lên bảng. Komi di chuyển vào cắm mắt khá là sâu, anh ta có ý định cắm mắt vào phía bên phải của bãi sói và không có sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội khiến cho Komi bị kẹt lại phía trong khu vực rừng của Fox. Đó là một cái quyết định tương đối là tai hại và với việc mà mất đi cho mình đã tốc biến hoàn toàn có thể khiến cho cái sức ép của anh ta phần đó sẽ bị giảm. Đặc biệt là việc một Orianna ở khu vực đường giữa mất tốc biến cũng có thể là một trong số những mục tiêu được chọn cho những pha tấn công sớm của Wheeler với các bài Rumble. Bản thân kèo 1-1 này là một kèo mà đã không dễ dành cho Komi rồi. Bây giờ không có tốc biến mà dừng đối phương một con Rumble, một chất tướng rất nhiều sát thương đầu trận đi ra nữa thì có lẽ sẽ cần phải có những sự hỗ trợ đến từ bên phía của Nong Sim Red Frost ở vị trí của Sylvie để có thể giúp cho người chơi đường giữa của anh ta thi đấu an toàn hơn. Anh ta lúc này đã có mặt ở tại khu vực cánh giữa bản đồ với đợt đẩy đến từ bộ đôi Jinx và Tamken. Jihu và Peter vẫn có những áp lực đi đường đủ tốt để hình thành một đợt lính rất to chuẩn bị băng trụ. Với thế là 3-2, cấp độ 1 tới từ Eskil và anh ta có sơ đồ đánh tráng, dịch chuyển được dùng sớm đến từ closer xuống khu đường dưới. Những phép bổ trợ tốc biến đã bắt buộc phải được dùng để rút lui nhưng có người bị kẹt lại trong tiểu băng trụ này. Đó chính là vị trí của Sylvie. Wheeler đang có mặt cùng khu đường giữa và trong cái bối cảnh đó chính là Komi đang không có tốc biến, cố gắng quy đúp để có thể câu rìa máu đánh tay quá nhiệt độ. Sát thương đến từ Wheeler là cực lớn. Và đó là một pha solo kill dành cho Wheeler với khả năng tính toán sát thương tốt của mình. Anh ta biết rằng mình sẽ có đủ sát thương để thực hiện một pha tấn công vào một Orianna đang không có phép bổ trợ tốc biến. Kể cả có tăng tốc pha thì Komi cũng không về nổi. Và pha dịch chuyển xuống đường dưới tới từ closer thì mặc dù anh ta dịch chuyển xuống cũng tương đối trễ và cũng không có được bất kỳ mạng hạ gục hay là điểm hỗ trợ nào cả. Nhưng đó lại là một pha mà bên phía của FX lại tiếp tục có được lợi thế với tiếng băng trụ mà các thành viên bên phía của Nong Sim Red Frost đã không có đủ khả năng để gây đủ sát thương, kết liễu được bộ đội đường dưới đối phương.
hơi gấp đến từ bên phía của đồng xe Radford với tình huống dịch chuyển vừa rồi của Closer khiến cho bối cảnh ở khu vực đường dưới nó trở nên nhanh chóng và hỗn loạn hơn. Và trước đó Hena cũng rất là khéo khi mà anh ta cũng đã cố gắng đặt lông để có thể tấn công trực tiếp vào người của Peter, khiến cho Peter bắt buộc phải sử dụng tốc biến. Còn Wheeler như đã nói, với cái vòng rừng hướng lên cánh trên 47 và anh ta có khoảng trống để có thể sử dụng tốc biến của mình nhằm có được điểm hạ gục solo kill ở khu vực đường giữa. Lợi thế 3 mạng hạ gục sớm dành cho các thành viên bên phía của PX ở trong ván đấu này, và nó tập trung đa phần lợi thế xuống khu vực cánh dưới bản đồ. Đường trên thì đó là một kèo mà Clear xác định là sẽ đánh an toàn, đánh thủ hòa với DNDN khi mà chất tướng của anh ta là chất tướng thua thiệt hơn. Nhưng ở cánh dưới thì những lợi thế sau khi có được tới 3 mạng hạ gục đang giúp cho bên phía của PX dẫn trước một lượng tiền là con số khoảng chừng 700-800. Nó là một cách biệt, nó có ảnh hưởng đến khâu đi đường chứ không phải là không. Vì chúng ta đánh giá kèo đấu khu đường dưới của Nông Sim là một kèo trên, nhưng họ lại bị mất mạng vào tay người chơi. Ổ lại là một pha trăng dây làm trắng tốt, tiếp tục đâm quy và tiếp cận. Có tăng tốc pha, hất tung trượt đến từ Eskill. Những pha hất tung ngược trở lại đến từ bên phía của Nông Sim Redford, nó cũng không trúng vào người của anh ta nữa. Anh ta không còn tốc biến nữa, anh ta đã bị tấn công sau cú bắt choáng đến từ Sylvie. Và anh ta phải lên bảng điểm số mạng đầu tiên cho Nông Sim trong ván đấu này. Khá là bất ngờ đến từ CV lẫn Peter, bỗng nhiên cả hai thành viên này xuất hiện ở đường giữa ở trong cái tình huống đứng phía bên phải, và tưởng chừng như đó là 2-1, nhưng không, bên phía của Nam Sim có đông hơn về mặt nhân sự với 3 thành viên và họ có được cho bên đó một điểm hạ gục đến từ Skill. Đó là mạng rất cần thiết dành cho bên phía của Nam Sim để họ có thể trở lại ván đấu này, đặc biệt khi nó rơi vào tay một chất tướng đi rừng tấn công mạnh như là Viego. Và họ vẫn còn những lợi thế ở khu vực đường dưới dành cho Jihu, mặc dù là tình huống tấn công băng trụ không thành công và mất mạng vào tay của Hena, nhưng Jihu vẫn đang làm tốt về mặt chỉ số farm. Còn ở khu vực cánh trên thì chất tướng Viego cũng cho phép Sylvie có được những tình huống kiểm soát các mục tiêu như là những con sâu hư không một cách tương đối đơn giản. Bên cạnh đó nữa thì DNDN cũng đang có cái kèo chất tướng cũng khá là thoải mái ở khu vực đường trên. Hãy cùng xem về tình huống này, bỗng nhiên trở thành 3-2 và có khả năng để có thể phản công ngược trở lại. Sylvie bắt choáng thành công trúng vào người của Rakan và tạo ra cái lượng sát thương phối hợp cùng với lại những người đồng đội của mình. Trước đó Peter cũng có tình huống đo lửa để có thể làm chậm được Skill. Tôi nghĩ rằng pha đó nếu như mà Closer đứng lại để che tình huống bắt choáng của Sylvie thì khả năng cao là SQ vẫn có thể rút lui về được. Nhưng rất tiếc là Closer đã nhanh tay rút lui với pha đâm kiếm vào lính. Điều đó khiến cho SQ là người bị bỏ lại phía sau với rất nhiều sát thương hiệu khống chế đến từ phía Nông Sim. Đây sẽ là một tình huống di chuyển xuống cánh dưới tới từ Wheeler để gỡ lại mục tiêu lớn. Trước đó thì 3 sâu hư không đầu tiên của ván đấu đã thuộc về bên phía của Nông Sim Frost rồi. Rồi, còn trong khi đó cái bối cảnh ở khu vực đường giữa, mặc dù Colby cũng đã lên được cho mình đó cấp độ 6, nhưng lúc nào anh ta cũng sẽ là người bị gây sức ép. Múa rất dẻo, đẩy luôn lưỡi kiếm tiên phong, nhưng sát thương đến từ Closer đang là vấn đề. Anh ta tiếp tục đâm quy và tốc biến né thoáng. Nhưng phía bên kia thì Colby vẫn còn tốc biến và lệnh sóng âm, nhưng sát thương vẫn là đủ đến từ Closer. Colby đã không dùng được tốc biến ở trong pha này, và đó là một pha xử lý cá nhân đến từ Closer, một mạng solo kill cho tình huống 1v2. Múa kinh thật sự. Trước đó thì Colby cũng đang có cho mình đó tốc biến, nhưng anh ta không nghĩ là cái đúp vừa rồi của Closer có thể vào đủ tầm và gây sát thương. Rốt cục thì anh ta cũng đã nằm xuống 3 lần. Với sự hỗ trợ di chuyển ra đến từ CV thì mọi thứ nó cũng không có gì khác biệt. Pha xử lý kỹ năng cá nhân cho thấy sự tự tin cao và lý do vì sao Closer có ý định lựa chọn một Aurelia trong ván đấu này. Họ cũng có những lượt lựa chọn flex pick rất hiệu quả, đó là con Rumble trong tay của Wheeler. Và lúc này thì với mạng gục đó, Closer đang vươn lên dẫn trước rất nhiều ở tại khu vực đường giữa rồi. Rồi, điểm sáng để coi đến từ bên phía của Nông Sim Redford sẽ là khu vực đường nào đây. Lần thứ 3 đã nằm xuống đến từ Colby, căng dây làm choáng, dấu e tương đối là tốt, đánh tay có luôn cho mình đó thanh kiếm tiên phong không thể nào trượt được. Tiếp tục tận dụng cái đồ tài của mình và khả năng hồi máu đến từ cái huyết trượng tốc biến để né khỏi một pha bắt choáng của CV. Tròn trịnh, điểm 10 dành cho Closer. Những tình huống xử lý múa may cực kỳ dẻo, và đó lại tiếp tục là một pha làm choáng tốt. W đánh tay với 4 stack nội tại, sau đó thì đâm quy ngược trở lại để hút máu. Với một cái huyết trượng thì khả năng hút máu đến từ Closer nó sẽ giúp cho anh ta có lại lượng máu nhanh thôi. Còn Orianna của Komi thì lúc này không có đủ khả năng phục hồi, anh ta phải về nhà dịch chuyển trở lại. Những cái áp lực đường giữa đang là rất lớn dành cho Closer khi mà anh ta đang liên tục có những đợt đóng băng để gây sát thương từ nhà đến trường, và điều đó đang tạo ra một cách biệt là 15 chỉ số lính, thậm chí nó sẽ còn giãn cách thêm rất nhiều nữa. Và lần này thì Wheeler cũng đang sẵn sàng hỗ trợ khu vực giữa để có thể tấn công tiếp và giúp cho Closer chủ động hơn ở trong những tình huống đâm quy của mình. Mưa tên lửa vẽ ra, họ đã bắt đầu tấn công vào người của Peter. Peter kích ra giày quang rút lui, lệnh sóng âm hai người chỉ để rút lui đến từ bên phía của Nông Sim mà thôi. Một pha W sát thương liệu rằng có đủ hay không, đấy nó không đủ rồi. Sau đó anh ta nhận sát thương quá nhiều đến từ xuất hiện đến từ Jihu. Jihu đã tới với tên lửa đã đạo siêu khủng khiếp và khiến Closer lên bảng điểm số, vì Closer đã không còn phép bổ trợ tốc biến nữa rồi. Rốt cuộc vẫn có sự xuất hiện khiến cho bên phía của Nông Sim Redford có được cho mình đó lợi thế về mặt nhân sự, và cái điểm hạ gục tiếp tục được nhường ở trên vị trí rất là trọng yếu, đó chính là Jihu. Anh ta chỉ đầu tư luôn cho mình đó phép bổ trợ tốc hành để có thể gia tăng thêm cái khả năng áp sát ở trong pha thi đấu đó mà thôi.
DNDN thì trong một ván thi đấu mà anh ta được sở hữu một cái kèo tương đối thuận lợi thì anh ta cũng đang là người làm tốt ở khu vực đường trên. Đường dưới bên phía của Đông Sim vẫn đang làm rất ổn. Vừa rồi thì là một tình huống mà Peter đã chống chịu được một khoảng thời gian tương đối dài, câu được rất nhiều kỹ năng quan trọng của đối phương. Và sau đó họ phản công với sự xuất hiện đến từ Jihu. Pha đó thì Henna hoàn toàn không di chuyển ra kịp để cạnh tranh giao tranh với bên phía của đối phương nữa. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống này. Đầu tiên là pha trăng dây trượt của Closer, anh ta cũng không có lưỡi kiếm tiên phong. Và cái pha mưa tên lửa thì lưỡi sát thương đến từ bộ đôi bên phía của phía X không đủ để lấy mạng của Peter khi anh ta vẫn còn tốc tiến. Và sau đó khi sự xuất hiện đến từ một con dinh cho tay Jihu với tốc hành và tên lửa đạn đạo thì Closer đã phải là người nằm xuống với mạng dành cho xạ thủ bên phía Đông Sim. Đường trên có một pha tấn công đến từ Wheeler đầu tư luôn cả tốc biến, nhưng DNDN cũng đã dùng tốc biến để giúp đội an toàn. Rồi, người đang chịu thiệt nhất đến chính là Colmy ở khu vực đường giữa với một con Orina đã nằm xuống 3 lần. Còn ngược trở lại thì những người đồng đội của anh ta cũng đang làm tương đối là tốt. Khu vực đường dưới thì Jihu vẫn đang có một cái dịp farm ổn dành cho vị tướng Jin với một cái dây cuồng nộ cũng đã được lên. Thế trận ở thời điểm hiện tại để coi vẫn đang khá cân bằng dành cho cả hai đội tuyển. Khá cân, đây là một pha bắn chiêu cuối lên khu vực đường trên đến từ xạ thủ của Đông Xuyên Red Force. Nó không có mục tiêu trong tình huống tấn công này. Nhưng đây sẽ là những con sâu không lượt 2 thuộc về bên phía của Nông Sim. Đội hình của họ có 3 chất tướng tay dài, trong đó có một chất tướng đẩy lẻ rất khỏe, đó là Na, kết hợp cùng với sức mạnh đến từ 6 sâu không nữa. Thì rõ ràng là bên phía của phía X sẽ cần phải dè chừng tính sức mạnh này. Pha e trượt đến từ Closer, nhưng anh ta vẫn có đủ khả năng để rút lui. Và sau đó áp lực ngược trở lại ở một kèo đấu mà anh ta đã dẫn trước rất nhiều về mặt chỉ số farm so với đường giữa bên phía của Nông Sim Red Force. Rumble của Wheeler cũng đang sẵn sàng hỗ trợ dành cho Closer ở phía sau ha. Đối trọng ở trong ván thi đấu này đang tập trung ra khu vực đường giữa khá là nhiều, khi mà chúng ta đang thấy nguồn nhân sự đến từ cho cái phía bắt đầu đang có định hướng di chuyển ra để có thể một bên thì đang cố gắng khuếch đại những cái lợi thế, một bên thì đang cố gắng phòng vệ dành cho Colmy. Rất khó cho Colmy, nãy giờ anh ta đang bị đóng băng lính và bị dẫn trước rất nhiều. Nhưng đường dưới đó là một pha mở với xuất hiện ánh sáng kết hợp cùng với trước đó là một pha bật chiêu cuối lên và chống chịu sát thương trụ, sau đó đi ra thành công đến từ SQ cùng với cả Henna. Họ thành công trong việc kết liễu thành công được Jihu lần đầu tiên trong pha đấu này và mang lại cho Henna thêm một mà hạ gục nữa. Peter thì đang bận kiểm soát cái đợt lính và lượng tầm nhìn ở khu vực đường giữa và có khoảng trống nho nhỏ dành cho skill để có thể tấn công vào khu vực đường dưới. Jihu chủ động để có thể tốc biến nhưng anh ta vẫn bị tiêu diệt bởi Seiya và Rakan của Henna và skill. SQ cũng xử lý rất tốt pha vừa rồi khi mà anh ta bật bộ phát thần tốc và sử dụng cái điệu nhảy tiếp viện để tiếp cận trước, chờ cho Jihu mất tốc biến, sau đó thì anh ta mới tốc biến theo thực hiện cú W hất tung thành công được Jihu lên và nó là đủ để họ có thể có mạng. Nhưng đây là một tình huống tấn công, Closer bị tấn công nhưng anh ta quay ngược trở lại trả chiêu cuối, có thêm chiêu cuối của Wheeler. Sát thương tới từ Rumble sẽ là rất nhiều trong pha này vì anh ta đã có mặt nạ và người nằm xuống đầu tiên đó là Peter, người thứ hai có thể sẽ là siêu vi nếu anh ta đứng lại lâu hơn. Sự xuất hiện đến từ Jihu với cái giật bắn nó cũng không giải quyết được quá nhiều vấn đề. Peter có đánh chén nhầm không? Anh ta hoàn toàn có thể đánh chén vào người của Closer để có thể gây thêm cái lượng sát thương nữa. Với cái lượng máu đến từ Colmy ở trong cái pha thi đấu đó là cực lớn. Và cái quyết định mà cố gắng ngậm nút vào người Colmy nó khiến cho họ không đủ sát thương để có thể gây sức ép vào người của Closer. Và khi mà Wheeler tới thì mọi thứ đã ngã ngũ dành cho bên phía của Phoenix. Rõ ràng là những áp lực đến từ cặp đôi mid rừng bên phía của Phoenix tại thời điểm này với những chất tướng như Rumble và Aurelia nó là nhỉnh hơn so với cặp mid rừng bên phía của Nông Sim. Và việc đánh xoay quanh khu vực đứng giữa khi mà bên phía của phía X có đủ người, nó tạo nên một cái chênh lệch rất lớn về mặt sát thương đến từ Rumble, Aurelia so với Viego cùng với một Orianna hiện tại đang hoàn toàn không có sát thương. Ngay lập tức đó là một pha mà Peter phải nằm xuống khi anh ta không còn phép bổ trợ tốc biến để bỏ chạy nữa. Và lại là những lợi thế cánh trên nữa dành cho bên phía của phía X. Đứng dưới thì những chỉ số farm chênh lệch trước đó mà Jihu tạo dựng được, nó đã bị kéo ngắn xuống một chênh lệch rất nhỏ và Henna lại đang có được hai mạng hạ gục. Rồi, những tình huống đứng khuất sai rất khó chịu đến từ SQL. Và trong tình huống này thì Jihu cũng đã không thể nào thoát được với những cái pha khép góc và chưa được kể đo rải lông rất tốt đến từ Henna. Còn đây là tình huống tưởng chừng như Closer sẽ bị tấn công với tình huống lệnh sóng âm tốt của Colmy, nhưng hãy nhìn pha thi đấu này có những người đồng đội của anh ta có mặt ở để có thể hỗ trợ và tạo ra tình huống phản ngăn. Đó là một pha rõ ràng lượng sát thương đến từ Colmy quá hạn chế đi. Tham Ken cùng với Orianna không có đủ sát thương để làm khó Closer. Anh ta vẫn bình tĩnh quay ngược trở lại trả sát thương, gồng một pha W để có thể hạn chế lượng sát thương nhận vào và sau đó phản công với mưa tên lửa của Wheeler. Rakan của Peter, chính xác là Rakan của SQ cũng đã có mặt kịp thời và Peter đã là người bắt buộc phải lên bảng đếm số. Chỉ duy nhất đường trên hiện tại là DNDN đang có lợi thế dẫn trước về mặt chỉ số farm cũng như tiền so với Clear. Còn các vị trí còn lại của Nosim đều đang có những sự thua thiệt nhất định.
Rồi, thêm chuẩn bị thêm một lớp giáp trụ dành cho DNDN ở khu vực đường trên. Bản thi đấu này thì người chơi đường trên của bên phía Nam Xuyên Redford trở thành một trong những cái cục móc để cho bên phía của Nam Xuyên Redford có thể viện vào. Nhưng cánh dưới thì đang nghiêng về cho bên phía của Ford, cụ thể đang được chuyển hóa bằng hai con rồng nguyên tố. Và ván thi đấu này được đội hình đến từ bên phía của Ford hoàn toàn có thể lăn cầu tuyết bằng khu vực rồng với một linh hồn rồng đất đang sẵn sàng chờ đợi họ. Với 6 sao hư không thì cũng có thể là một tiền đề để bên phía của Nam Xuyên có thể vận hành con Na đẩy lẻ trong tay của DNDN. Đây là ván đấu mà anh ta đã xử lý kèo đấu đi đường tốt hơn rất nhiều so với ván đấu trước đó. Nhưng liệu rằng một mình Na của DNDN có đủ áp lực hay không đây, khi mà đối mặt với anh ta ở đường cánh sẽ là một cơ sân tên nhiều giáp. Mưa tên lửa vẽ ra, người đang bị mất máu nhiều đó chính là vị trí của Dì Hù. Nhưng anh ta kích tốc hành và rút lui thành công. Đứng kế bên anh ta cũng đang là Peter với cái chung của đánh chén nữa, nên là chỉ là một pha cấu gì trước đến từ bên phía của phía trước khi giao tranh diễn ra ở tại khu vực xứ giả. Và lần này thì Wheeler đã mất luôn cho bên đó mưa tên lửa. Đây liệu rằng có phải trong những cái lợi điểm mà bên phía của Nông Sim đang cố gắng để có thể khai thác. Phía đường trên thì Clear đã sử dụng luôn cho bên đó tốc hành để có thể gây sức ép vào DNDN. Closer cũng đã dịch chuyển xuống và lệnh sóng âm vừa đổi với cái bão tố nổi dậy phá hất tung đến từ SQ không đi kèm với sát thương tuyến sau. Sứ giả vẫn còn tương đối nhiều máu và đó là một con Na khổng lồ nhảy thẳng lên đến từ DNDN, nhưng anh ta ở khá xa so với vị trí đứng đến từ đồng đội của mình. Lệnh sóng âm không còn thì khả năng đánh combo combo giữa Orianna và Na cũng không còn nữa. Na của DNDN đã về dạng Na tí nị và đó là một cơ sở để bên phía phía có thể càn lên cạnh tranh trừng phạt 50-50. Và đó là cú trừng phạt tốt đến từ người chơi đi rừng bên phía 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 bên này, thì đó là bộ pháp thần tốc kết hợp cùng với sức đánh tráng. Nhưng sát thương tuyến sau chưa tới kịp, lưỡi kiếm tiếp phong trượt tới từ Closer. Họ đang cần phải cân nhắc việc rút lui vì đang có người bị kẹt lại, đó là Clear. Anh ta không có tốc biến, anh ta cố gắng dùng bước chân thần tốc để rút lui nhưng không được rồi. Mạng dành cho Sylvie với cú tuyệt mệnh của anh ta. Sau đó họ tiếp tục truy đuổi tốc biến sang tới từ Sylvie. Anh ta tìm kiếm Wheeler. Wheeler đang đi về, hất tung đến từ sức đánh tráng, nhưng sau đó thì họ mất máu quá nhiều, vẫn may mắn sống sót với một chấm máu, đó là vị trí của SQ. Một tình huống đổi một điểm hạ gục lấy cho mình, đó là con sứ giả đến từ bên phía của Fox. Với cái sức tấn công vừa rồi của bên phía Nam Xuyên Redford vẫn đang có và bắt buộc dành cho Clear, không có gốc để cho anh ta có thể khô máu, cũng không còn tốc hành để anh ta có thể chạy nhanh hơn. Coi như là đổi mục tiêu dành cho cả hai phía. Ván đấu vẫn đang diễn ra với một thế trận rất căng thẳng khi mà phía X lại thành công trong việc kiểm soát thêm một mục tiêu nữa. Nhưng Nam Xuyên cũng đã có những sự gỡ gạc dành cho họ với một ma hạ gục. Ma hạ gục vừa rồi giúp cho cái khoảng cách chênh lệch về tiền nó ở một con số rất nhỏ, dưới 1.000 tiền dành cho bên phía của phía X. Rồi, để coi thế trận ở thời điểm hiện tại sẽ nghiêng về cho bên phía bên nào. Chúng ta đang có được một cái lợi thế đẩy cánh dành cho bên phía của Fizz với một con Irela, và phía bên kia Colmy đang tương đối là yếu. Pha thi đấu này thì Colmy có sự hỗ trợ đến từ Sylvie để khiến cho anh ta không bị trở thành mục tiêu tấn công của Closer. Và việc mất đi bộ phát thần tốc cùng với cả lưỡi kiếm tiên phong khiến cho bên phía của Fizz không còn đủ cơ sở để giao tranh. Nhưng cũng may mắn là họ vẫn có thể rút lui về được các vị trí yếu máu như là SQ cùng với Wheeler trong pha này, mà không phải trả giá đắt hơn so với con sứ giả. Cùng xem là khả năng tận dụng sứ giả đến từ bên phía của phía X sẽ là như thế nào. Đang có một pha tấn công khu đường dưới, người được chọn tấn công đó là Komi, người không còn tốc biến. Và anh ta bị mưa tên lửa sấy khô người trong pha vừa rồi, thậm chí mất luôn cho bên đó chiều cuối. Con đồng nguyên tố thứ ba của ván thi đấu đâu đó khoảng chừng hơn 20 giây nữa xuất hiện mà thôi. Tốc biến đổi tốc biến đến từ Jihu. Jihu chưa hồi lại cho bên đó chiều cuối. Đây sẽ là điểm hạ gục dành cho Tamken của Peter. Mạng shutdown rơi vào tay của Tamken, trong tay Peter chứ không phải là các chủ lực đứng kế bên anh ta trong tình huống vừa rồi. Rất đáng tiếc là như vậy. Nhưng họ đã có một cái nhịp timing chiêu cuối của đối phương cực kỳ hay. Và pha xử lý đến Sylvie cũng là một pha xử lý vô cùng bình tĩnh. Anh ta tốc biến đứng kế bên và chờ Henna tốc biến đi, sau đó thì thực hiện một cú bắt choáng khiến cho xạ thủ đối phương nằm xuống ở khu đường giữa. Nhưng ở khu vực đường dưới trước đó thì Orianna của Komi lại tiếp tục nằm xuống thêm một lần nữa trong ván đấu này, lần nằm xuống thứ tư tới từ Komi. Đó tình huống đánh đổi, tôi nghĩ bên phía của Nam Xuyên Redford là người có lợi khi mà họ mất đi một Orianna đã nằm xuống 3 lần từ trước. Họ lấy được cho mình đó biển hạ gục sách đầu ở khu vực đường giữa và họ có cái thế để có thể ăn con rồng nguyên tố thứ ba, tránh bị áp lực về linh hồn rồng ở cái thời điểm tiếp theo. Đây là một tình huống di chuyển mà bị bắt thì cũng hơi khó dành cho Komi ở trong cái bối cảnh này. Anh ta đẩy trước một đợt lính, sau đó thì nhìn thấy Closer nhưng không nhìn thấy hai thành viên khác của bên phía FX và phải nằm xuống. Nhưng đây là một pha xử lý mà rõ ràng là Sylvie đã rất tỉnh táo khi anh ta tốc biến đứng kế bên, chờ đối phương tốc biến đi rồi đứt lưu theo. Nhưng rất tiếc sát thương dứt điểm lại là tới từ một con Tamken với dung ngoại thủy vực của Peter. Chênh lệch là con số tầm 1.000 tiền hơn cho bên phía của FX. Nó tập trung rất lớn ở khu vực đường giữa với 2.000 tiền cách biệt. Ngược trở lại khu vực đường trên thì DNDN đang có một ván thi đấu tương đối là tốt khi mà anh ta cũng đang tạo ra một cái lượng chênh lệch đâu đó khoảng chừng gần 800 so với lại Clear. Và anh ta sẽ được cắt cử là người chống những cái phương án đẩy lẻ của Closer, một trong những cái sự lựa chọn tôi nghĩ tốt dành cho phía của Nông Sim, bởi vì bây giờ Colmy thực sự đã quá yếu so với mặt bằng chung của ván thi đấu này rồi. Và nhiều khi anh ta bị Clear bế đi cũng nên. Đó là một pha chơi khô máu, outplay hoàn toàn, lệnh sóng âm đến từ Colmy. Quyền trượng đại thiên sứ nó quá mỏng trước đợt sát thương đến từ cờ sân tê của Clear ở dạng chơi khô máu.
Và đó là một pha solo kill dành cho Clear ở trong ván đấu này, mạng hạng cục đầu tiên dành cho đường trên bên phía của Phoenix. Sứ giả được gọi ra khu vực đường giữa dành cho bên phía của Phoenix để có thể tiếp tục gây sức ép vào trụ một ở đường giữa này. Có sự xuất hiện đến từ Wheeler, con bài Rumble của anh ta mới đạt được cho mình đó cấp độ 10 nhưng vẫn sẽ có áp lực đến từ những ôi một pha lưu đạn ma hỏa khá hay đến từ Jihu, và điều đó khiến cho SQ đã bắt buộc phải đầu tư phép chính xác là chiêu cuối để rút lui trong pha vừa rồi. Closer khỏe, phía bên kia thì DNDN cũng khỏe. Và tôi không biết là ở tại thời điểm này thì Closer có đương cự lại được kèo đẩy cánh này hay không. Anh ta có khả năng hút máu lại từ đợt lính. Và Na sắp hết Na khổng lồ của DNDN có thể sẽ bị tấn công với một Arela còn chiêu cuối còn tốc biến. Nhưng quyết định đánh an toàn tới từ Closer khi các thành viên bên phía của Nông Sim là những người di chuyển lên cánh trên sớm hơn so với các thành viên bên phía của FX. Họ đang có 3 người, họ đang có CV, họ đang có Peter để có thể gây sức ép, và họ sẽ có công trình ở khu vực đường trên với sức ép đến từ 6 con sâu hư không nữa. Một trong những cái lợi điểm và giúp cho bên phía của Nông Sim Radford chưa bị bỏ lại quá xa trong cái bảng thi đấu này. Liên tục là những tình huống giao tranh và liên tục là những pha đổi trác diễn ra. Clear đã có một pha chiêu cuối outplay hoàn toàn cú chiêu cuối của Komi. Và như đó là đủ để anh ta thực hiện một pha solo kill với một Orianna không còn tốc biến nữa. Ở đường cánh đúng là lúc này Komi không đánh lại bất kỳ một ai. Còn khu vực đường giữa thì sao? Chúng ta cũng đang có được những cái điểm sáng dành cho bên phía của Jihu với một điểm hạ gục, hai điểm hỗ trợ. Và quan trọng hơn nữa là họ chưa bị mất trụ, vẫn có thế để có thể dựa lưng dành cho Jihu. Căng nha, con rồng người tôi tiếp theo sẽ là một mục tiêu rất là căng thẳng đến từ cả hai bên. Vì cách biệt nó không phải là quá lớn nên việc giao tranh ở tại con rồng người tôi tiếp theo thì nó vẫn có những tiền đề để cả hai bên có thể hướng tới tình huống giao tranh này. Và rõ ràng bên phía của Phoenix với việc đã có được hai dòng nguyên tố dẫn trước so với chỉ một của đối phương, họ sẽ muốn áp lực mạnh vào mục tiêu này. Và trong khoảng thời gian này họ đang có những tướng thực sự là rất khỏe, với một con Rumble và một Aurelia, hai vị tướng đều đang có rất giàu về lượng sát thương. Rồi, muốn ngăn boss thì có lẽ phải đợi cho DNDN hết cho mình đó Na khổng lồ thì mới có cơ hội để có thể tấn công dành cho Wheeler cũng như là Clear. Còn ngược trở lại thì Komi chỉ có thể đẩy xong cái đợt lính đó và sau đó di chuyển mà thôi, hỗ trợ khu vực giữa, một trong những cái điểm DNDN chuẩn bị hết Na khổng lồ. Rồi, anh ta vừa về Na tí nị mất nhún nhảy, nhưng rõ ràng là sự cơ động đến từ Na đủ để giúp cho anh ta rút lui. Còn đường giữa pha tấn công với 4 thành viên của bên phía Nông Sim đang gặp một rào cản lớn, đó chính là cú dịch chuyển của Closer xuống một con mắt ở tại bụi cỏ sông trên. Và qua đó thì pha đẩy đến từ phía Nông Sim tạm thời sẽ phải dừng lại. Họ chưa lấy thành công trụ một đường giữa bên phía của FX, và họ sẽ gặp một vấn đề trong việc tiến ra sông khi mà hiện tại lượng tầm nhìn của Nông Sim tại sông đang là ít hơn so với phía FX, và chỉ còn tầm 1 phút nữa thôi thì con rồng nguyên tố tiếp theo của ván đấu sắp xuất hiện trở lại. Và đây sẽ có thể là một tình huống giao tranh mà rõ ràng bên phía của Nông Sim đang là những người thất thế hơn về mặt tầm nhìn. Nhưng bù lại thì họ đang có lợi thế về cái chức tướng cũng như là cái phép hỗ trợ dịch chuyển. Với tình huống dịch chuyển không thành công vừa rồi của Closer thì cái cánh trên sẽ nghiêng về bên phía của Nông Sim ở trong những tình huống phân chia về mặt nhân sự. Chúng ta đang thấy một Komi di chuyển thẳng lên khu vực đường trên và có khoảng trống để cho anh ta thậm chí là về nhà sử dụng cái lượng kinh tế của mình nữa. Như đã nói, bối cảnh ở khu vực giữa bây giờ cũng đang khá là ổn dành cho phía của Nông Sim Radford. Họ hoàn toàn có thể để cho Jihu đứng cao với một cái sự tự tin nhất định với tầm kênh hỗ trợ phía sau của Peter. Lúc này thì Komi có lẽ sẽ tiếp tục đẩy ở khu vực đường trên, nhưng anh ta sẽ đẩy đến một nhịp nào đó bắt buộc phải rút lui thôi, bởi vì trước đó anh ta đã bị solo kill một lần rồi. Không có gì đảm bảo là anh ta sẽ không bị solo kill thêm một lần nữa nếu anh ta tiếp tục đứng cao với những chất tướng đẩy lẻ như là Aurelia hay là Cassante cả. Và con rồng nguyên tố này thì đang là một pha di chuyển về đến từ Jihu để anh ta đóng một cây vô cực. Nhưng khi cầm vô cực đi ra chung với đồng đội của mình thì họ sẽ phải đối mặt với những tình huống có thể sẽ bị bắt lẻ nha. Rồi, lượng tầm nhìn đang nhỉnh hơn dành cho bên phía của FX. Họ cũng đang có một đợt lính khá là tốt ở khu vực đường giữa và cả khu vực đường dưới nữa. Rồng thì 10 giây nữa xuất hiện, liệu rằng có di chuyển ra kịp để có thể bắt đầu rải mắt đến từ bên phía của Nam Sir Radford hay không. Trước đó thì họ hoàn toàn có thể đẩy đợt lính khu vực đường giữa. Ủa? Ôi, đường trên. Thế từ nhà đến trường với bùa đỏ nữa thì DNDN vừa ép đi cái tốc hành cùng với rất nhiều máu tới từ Clear. Nhưng mà dạng Na khổng lồ của DNDN nó sẽ không tồn tại được quá lâu. Và pha này thì bên phía của Nông Sim quyết định côn bỏ. Họ thấy rằng đây là con rồng nguyên tố thứ 3, chưa phải là rồng nguyên tố cuối cùng của ván đấu, nên họ chấp nhận buông bỏ con rồng nguyên tố thứ 3 cho bên phía của FX. Và họ sẽ đánh đổi đến những công trình ở tại khu vực cánh trên. Đầu tiên là trụ một đường giữa của FX, sau đó là một pha lao lên mở đến từ SQ, nhưng anh ta hất tung chỉ được một người. Và người đó thì cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm, đó là Sylvie khi anh ta có một cái đánh chén của Peter để hỗ trợ rút lui. Tốc biến bắt choáng thành công, sát thương bồi vào quá nhiều và SQ đã phải lấy bản đếm số. Na tí nị của DNDN tới với những đòn đánh tay rất chất lượng với Tam MP, và thậm chí là anh ta solo kill xạ thủ đối phương. Henna không kịp kích hoạt tốc biến và cả chiêu cuối của mình vì anh ta bị bất ngờ với cái lượng sát thương đến từ hai trang bị của DNDN. Ván 1 thì DNDN có thể tải, nhưng sang ván thi đấu thứ 2 thì anh ta đang có một cái kèo chất tướng được vận hành rất là tốt. Một con Na có rìu đen, có tam hợp kiếm và có được một pha solo kill với lại Henna.
điểm sáng dành cho bên phía của nông sĩ Redford. Họ triển khai những cái lợi thế ở trong tình huống giao tranh vừa rồi bằng bùa lợi Baron. Đầu tiên là một pha mở giao tranh tới từ SQ với một thông tin mà anh ta nhận được, có lẽ đến từ DNDN. Chính xác là Clear, là DNDN đang ở Na Tí Nị. Những pha mở của SQ không thực sự thành công khi chỉ mở trúng Sylvie, và Sylvie đã rút lui an toàn với một cú đánh chén rồi. Còn Henna solo cùng với con Na Tí Nị của DNDN thì anh ta nằm xuống ngay lập tức mà không kịp úa gì. Gần như là 6 hit kích hoạt được cho mình đó, hai lần nội tại của kỹ năng đúp. Bỗng nhiên nổ một sát thương quá lớn ở trong cái tình huống nổ đúp lần 2. Và Henna phần đó cũng tương đối là bất ngờ. Lợi thế lớn dành cho phía của Nancy Redford khi họ sở hữu được bùa lợi Baron. Và phần nào đó những nhân tố như Komi cũng sẽ có thêm cái lượng kinh tế để có thể hướng tới món trang bị thứ hai của mình với Orianna. Dần dần thì cái ngưỡng sức mạnh của một Aurelia nó sẽ bị giảm đi tương đối khi kéo dài ván đấu về đoạn nửa sau, khi chất tướng như là Jinx hay là Orianna bắt đầu có trang bị. Và ở cánh đầy lẻ thì đúng là ván đấu này có thể Komi hơi tạ, nhưng cánh trên DNDN lại có một con Na siêu khỏe ở đường cánh. Anh ta đẩy lẻ thắng được so với Clear, anh ta đẩy thắng so với Closer. Anh ta mang lại những công trình, anh ta mang lại những hạ gục solo kill. Và anh ta mang lại những áp lực tốt trong các pha giao tranh, giúp cho bên phía của Nông Sinh lúc này đang dẫn trước so với phía X tầm hơn 2.000 tiền. Họ cũng sẽ gỡ được rất nhiều công trình với búp Baron đầu tiên của ván đấu này. Rồi, vẫn đang nhiều cái đợt lính ở đường giữa và cả khu vực đường dưới nữa. Chúng ta cũng đang có một con Jinx có được trong đó là vô cực kiếm và súng hỏa lục, súng phóng lựu để có thể tiếp cận cái trụ 2 từ tầm xa. Những trái cầu bắt đầu được đặt để có thể khép góc đến từ Komi nhằm tạo ra cái thế tốt nhất dành cho Zhu để có thể mang về công trình. Với việc có sự hỗ trợ đến từ Baron cùng với 6 sâu hư không thì việc khai thác những công trình tuyến ngoài của bên phía phía X là điều không quá khó đối với phía Nông Sim. Họ đã thành công trong việc lấy thêm một trụ nữa tại cánh dưới bản đồ, đó là trụ 2 đường dưới của phía X. Và sau đó thì họ đang suy nghĩ câu chuyện là giật về phòng ngự tạm thời một đợt khu đứng trên của Closer. Tuyệt mệnh được dùng tới từ CLV, anh ta bị giữ chân lại bởi cú mê hoặc. Tới từ Rakan của SQ, anh ta bị bắn, anh ta bị giữ chân lại và anh ta nằm xuống. Lệnh sóng ngâm đổi với bão tố đổi dậy mà thôi. Solo tay đôi giữa hai xạ thủ, hất tung thành công đến từ vị trí của SQ. Và Zihu phải đầu tư hai phép bổ trợ để rút lui, anh ta còn chiêu cuối. Nhưng anh ta đang quyết định rút lui khi thấy sự xuất hiện đến từ Clear với một cơ sân tê đã kích tốc hành. Một tình huống chơi hơi nhây ở khu vực giữa dành cho CLV, anh ta cố gắng để thể quay ngược trở lại bắt choáng vào người của Skill, nhưng anh ta không thoát được. Mặc dù có luôn cho mình đỡ cú tuyệt mệnh để có thể rút về phía sau, nhưng phía bên kia là một Rakan hiệu khống chế khá là nhiều đến từ Skill và có sát thương đến từ những người đồng đội của mình, cụ thể là Hena hỗ trợ phía sau nữa. Và đó thậm chí là một tình huống nằm xuống mà bên phía của Nông Sim không gỡ được cái gì cả. Tôi nghĩ rằng đúng là một tình huống nhây hơi thái quá đến từ CLV rồi. Anh ta không có nhiều lý do để thực hiện những pha xử lý như vừa rồi, rất mạo hiểm, rất liều lĩnh. Mà trong khoảng trống mà anh ta câu được thì đồng đội của anh ta cũng không làm được gì quá nhiều ở các khu vực khác cả. Na của DNDN rất xanh đang phải đón nhận đợt lính khu đứng trên của Closer đẩy vào. Rồi các vị trí còn lại tiến sau thì cũng ở khá xa cho tình huống vừa rồi để có thể giao tranh. Và việc anh ta nằm xuống dẫn tới cái cách biệt về tiền dành cho bên phía của Nông Sim tại thời điểm này nó không còn lại quá nhiều nữa rồi. Rất may mắn chỉ là một cái điểm hạ gục đến từ CLV chứ chưa có bất kỳ cái mục tiêu nào xuất hiện trên bản đồ cả. Thậm chí là cái trụ một khu vực đường giữa đến từ bên phía Nông Sim vẫn đang còn tồn tại. Và khoảng trống dù sao cũng chưa được khai thác đến từ bên phía của Fox. Ngược trở lại, những cái điểm mạnh đến từ bên phía của Nông Sim trong ván thi đấu này đó chính là DNDN vừa rồi đã hoàn thành được cho mình đó món trang bị lớn thứ ba với một cái khiên băng Randun. Và quan trọng hơn nữa là Zhu cũng đang chuẩn bị hướng tới một nỏ thần Dominate. Nhưng có lẽ như bên phía của Nông Sim cần phải chững lại nhịp độ một chút xíu để chờ đợi cho xạ thủ mình hồi lại cho mình đó những phép hỗ trợ. Đúng, trong khoảng thời gian này thì Zihu đã rất cần đánh an toàn để chờ hồi lại hai phép bổ trợ, và bản thân anh ta cũng đang tiến rất gần tới với món trang bị thứ ba là nỏ thần Dominic. Còn đây là tình huống mà DNDN chấp nhận đầu tư cố dịch chuyển xuống cánh dưới, tiếp tục đẩy cao ở khu cánh dưới, vì lúc này solo 1 thì anh ta không ngại bất kỳ thành viên đường đơn nào của phía cả. Và việc đẩy cao khu đường dưới sẽ tạo ra thế di chuyển ra khu vực hang rồng tốt hơn cho bên phía của Nông Sim. Họ đang đứng đánh chặn ở khu đường giữa không cho đối phương di chuyển ra, nhưng đó là một pha tốc biến đến từ Henna. Anh ta lao vào và sau đó tấn công trong mục tiêu, đó là vị trí của Zihu. Sát thương tới từ Henna là chưa đủ, người yếu máu đó là Peter, anh ta vẫn tốc biến rút lui về được phía bên kia. Tuyệt mệnh lao vào không đủ sát thương đến từ vị trí của Sylvie, và sau đó là một pha trả sát thương người trở lại đến từ bên phía của phía X. Chơi khô máu được đầu tư vào DNDN. DNDN mặc dù là Na Tí Nị, anh ta vẫn sống được. Còn pha tốc biến xây đến từ Wheeler thì xạ thủ của Nông Sim Redford không còn nữa rồi. Và sau đó là một pha phản công với Na khổng lồ sắp có dành cho DNDN. Wheeler một chấm máu, anh ta đứng đồng hồ trước mặt đối phương và anh ta nằm xuống rồi. Sau đó là một tiếng Na khổng lồ đẩy thành công Closer vào, đập choáng hai người, gõ quy hai người, đánh tay liên tục với tam hợp kiếm của Vizu Đen. Và đường trên bên phía của Nông Sim đang gánh team với cú triple kill cho pha tranh vừa rồi. Quá nhiều những cái điểm hạ gục, tưởng chừng như bên phía của Nông Sim Redford sẽ hết cái lượng sát thương DPS khi mà Zihu bị tấn công đến từ Henna. Và cái nhịp thứ hai thì bên phía của Fox đã tiêu diệt được Zihu, nhưng một con Na với ba món trang bị lớn
Sát thương đánh từ Natini chuyển thành nạc khổng lồ quá lớn đến từ DNDN. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại pha giao tranh ở hai dạng, hai dạng Na tí nị và Na khổng lồ đến từ DNDN. Anh ta thay đổi cục diện pha giao tranh này hoàn toàn. Đó là một pha lưỡi kiếm tiên phong đến từ Closer ở bên phía bờ sông. Và sau đó là một pha thậm chí là chơi khô máu vào, nhưng mà Na của DNDN vẫn có đủ khả năng chống chịu. Và sau đó anh ta đánh tay sau khi hết Na khổng lồ, cho tới khi anh ta lại tiếp tục hóa Na khổng lồ thêm một lần nữa. Và các thành viên bên phía của PhoenixX mặc dù là có lượng sát thương trả lại để hạ gục một vài thành viên bên phía của Noxious Red Frost, nhưng họ bất thành trong việc hạ gục con Na quá khỏe của DNDN. Rồi, và với một con Na có cái lượng sát thương rất lớn ở trong tình huống này thì DNDN cũng như Noxious Red Frost đã có được những cái lợi điểm nhất định và sẽ có được cho mình đó con rồng nguyên tố thứ 5 của ván thi đấu. Vẫn chưa có linh hồn rồng dành cho bên phía của PhoenixX. Rất căng thẳng, đang thực sự là một ván đấu vô cùng căng thẳng đến từ cả hai bên. PhoenixX dẫn trước một con rồng nguyên tố, nhưng phía bên kia thì Nongshin lại đang có một DNDN thi đấu khác hoàn toàn so với những gì đã diễn ra tại ván thi đấu đầu tiên, với một con Na bất tử 402 đang trực tiếp là người gánh đội tại thời điểm này. Còn phía bên kia thì PhoenixX có những lượng mạng hạ gục được chia đều dành cho các khu vực đường của họ, nhưng không có một cá nhân nào xanh đột biến cả. Pha dịch chuyển vọc sau đến từ Closer với lưỡi kiếm tiên phong của mình, nhưng anh ta không có tốc biến. Clear tiếp cận với tình huống tốc hành, nhưng anh ta không giữ chân được bất kỳ thành viên nào của Nongshin lại cả. Con Baron sẽ là mục tiêu được cả hai hướng tới cho tình huống này. Rồi, trong tình huống giao tranh sắp tới thì Sihu cũng đang chờ đợi cho cái tốc biến của mình đang chờ hồi lại. Ngược trở lại thì Hena, lần này thì anh ta chỉ có tốc hành mà thôi. Và để coi với một cái tốc hành và bão tố nổi dậy thì Hena sẽ gây được bao nhiêu sát thương trong tình huống giao tranh. Nãy giờ sức ép đến từ Irela của Closer chưa cao ở trong những cái tình huống giao tranh. Anh ta đang tiếp cận tuyến sau đối phương, đó là một pha lao vào hất tung trượt ngay lập tức bị giữ chân lại và lấy bản đêm số đó đến vị trí của Eskil. Mất người và PhoenixX đang tìm kiếm cơ hội để rút lui mà thôi. Mưa tên lửa vẽ ra và đó là một lưỡi kiếm tiên phong, nhưng Clear không quyết định dùng cú chơi khô máu. Anh ta mất máu quá nhiều sau cú tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp đến từ Zio và anh ta nằm xuống với mạng dành cho Orianna của Komi. Một pha mở giao tranh thất bại đến từ bên phía PhoenixX và họ sẽ phải trả giá bằng con Baron thứ hai của ván đấu này. Phá đó nếu mở chúng thì cũng gần như chỉ có một mình anh ta đứng ở phía trong mà thôi. Cùng lắm là thêm một cái mưa tên lửa đến từ Wheeler sẽ đổi lấy một cái chiêu cuối của Peter. Phá đó quyết định sai lầm dành cho hỗ trợ đến từ bên phía của Fizz. Chưa kể đó là cái góc đặt lựu đạn ma hỏa tương đối khó chịu đến từ Zihu nữa. Bullet Baron một lần nữa đã nghiêng về dân phía của Nongshim Redford. Và với Bullet Baron này thì tôi nghĩ là bên phía của Nongshim có lẽ sẽ làm được nhiều thứ hơn. Họ vẫn đang là đội tuyển có được lợi thế rất lớn đến từ việc kiểm soát những con sâu hư không nữa. Pha nhả lựu đạn ma hỏa đón đầu cú rất đầy hành tráng đến từ SQ là cực kỳ tốt tới từ Zihu. Và sau đó thì khả năng rút lui của PhoenixX nó là không đủ để họ có thể bỏ chạy vị trí của Clear. Anh ta nằm xuống với lượng sát thương rất lớn đến từ toàn bộ đội hình bên phía của Nongshim. Và cánh còn lại thì Hena cũng đã bị khép góc hoàn toàn bởi một con Na sắp hóa Na khổng lồ của DNDN nữa. Áp lực tương đối là lớn dành cho con Na của DNDN ở trong tình huống đó, và nó khiến cho bên phía của PhoenixX gần như là không có góc để có thể gây sát thương ở trong cái pha thi đấu mở hớ hình vừa rồi của Skill. Ván thi đấu vẫn đang có lợi thế dành cho bên phía của Nongshim Redford, và bộ lợi Baron thứ hai đây sẽ là cái công cụ để cho họ có thể tiến sâu vào phần sân của PhoenixX. Họ hoàn toàn có thể suy nghĩ đến câu chuyện là chạm vào những cái trụ bậc thềm của PhoenixX với cái sải tay dài đến từ dinh của Zihu, khả năng bảo kê tuyến sau tới từ tham ken của Peter. Và kết hợp với đó là áp lực tới từ 6 con sâu hư không được họ kiểm soát ở giai đoạn đầu trận nữa. Họ đã bắt đầu tìm kiếm những lượng sát thương đầu tiên vào trụ 3 đường dưới bên phía của PhoenixX. Đây là trụ bảo vệ nhà lính, nó cũng đang bị tấn công và không còn nhiều máu. Nó đã bể rồi. Ở khu vực cánh trên cũng đang là những đợt đẩy liên tục tới từ DNDN với một con Na đã hóa Na khổng lồ. Pha Q3 thành công nhưng không có hiệu khống chế và sát thương bồi vào thêm, nên là Komi chỉ đơn giản là tỉnh dậy và đánh tay lấy nhà lính mà thôi. Sau đó là một pha lao lên tấn công rất mạnh mẽ đến từ Zihu khi phía sau anh ta đang là tham ken của Peter. Đợt lính khu đường giữa tiếp cận nó sẽ là đợt lính siêu cấp thứ hai dành cho bên phía của Nongshim mà thôi. Thậm chí là Zihu đang sử dụng dạng súng phóng lựu của mình để có thể tấn công vào trụ nhà chính, giật bắn trúng vào gù của Hena. Một cửa mega khu vực giữa DNDN nhảy lên để ép chiêu cuối bao tố nổi dậy của Hena rất đơn giản với lại một con Na đang rất khỏe của DNDN. Closer yếu lắm rồi, đó là pha vẽ mưa tên lửa để rút lui đến từ Wheeler. Anh ta lách được cú chiêu cuối tới từ Zihu, nhưng sau đó thì nhà chính bên phía của PhoenixX lúc này chỉ còn lại một trụ bảo vệ mà thôi. Clear có vẻ không trâu, anh ta dính lên sông đông và sau đó là một pha chơi khô máu đến từ Clear. Sau đó là một pha anh ta bắt buộc phải rút ra với một chấm máu sấy đỏ nòng đến từ Wheeler, nhưng có đánh chén đến từ Tam Ken và Zihu bắn hết tất cả những gì trước mặt anh ta trong pha này. Anh ta có double kill không, đó là một tình huống mà anh ta chỉ ăn được một mạng thôi thì phải. Và Hena nằm xuống với cú quét sạch dành cho Nongshim Redfrost. Tỷ số được cân bằng một đều ở ván đấu thứ hai này. Tiếp tục là ván thi đấu rất căng thẳng dành cho cả hai đội tuyển, nhưng những sai lầm về mặt cá nhân đến từ những thành viên của cả hai phía được khai thác
Và đây sẽ là một cái kèo thi đấu tương đối căng thẳng. Như đã nói, như đã nhận định của chúng ta thì chúng ta có thể thấy sức mạnh của cả hai có những cái điểm tương đồng, và Nong Sim cũng như bên phía của Fizz thể hiện được điều đó qua kèo thi đấu BO3 này. Và có lẽ như chúng ta cũng phải cần tới ván thi đấu thứ ba để có thể phân định được thắng thua. Và đó thời điểm mà chúng tôi sẽ quay trở lại cùng với các bạn.